nguyện, người ươm đất niềm yêu đời, vừa cơm vui đất nuôi người. Xin chào anh nhé. Clip này thì em đang test. Hiện tại thì em đang test những cái dòng mic Bayer ấy nhá. Bayer dòng mã của nó là 780S này. Dòng này đầu thu rất là đẹp luôn. Tay da cá ấy nhá. Và dòng vang Shiso T3. Dòng vang này thì quý vị bát hát karaoke thì em sẽ cài vào 4 chế độ ấy nhá. M1, M2, M3, M4 thì chúng ta chỉ cần chọn chế độ ở đây thôi. Nếu đang muốn M1 muốn chọn M4 chúng ta chỉ cần ấn một nút là xong thôi nhé. Đấy. Chờ còn 2 giây nó loát rồi. Chuyển lại M1 này, đây là to nhỏ của nhạc này. To nhỏ của nhạc này, to nhỏ của mic này. Đấy, to nhỏ của mic, to nhỏ của nhạc. Chung là con vang này thì em sẽ chỉnh cho bác 4 chế độ. Đây là to nhỏ của phần echo này, phần reverb này. Chỉnh bác 4 chế độ để bác hát rất là dễ chỉnh mấy nhá. Vang số thì nó hay cái là khi mà em cài đặt 4 chế độ rồi về bác dùng thì không lo là người ta vặn, người ta chỉnh, nó sẽ bị theo kiểu là ví dụ như là khi mới mua về nó rất là hay, hát nhẹ, nghe nhạc hay, nhưng mà khi mà chỉnh linh tinh thì sợ bác là sợ nó mất chế độ. Nhưng mà dòng vang này em khóa hết chế độ rồi thì nói chung là về bác dùng thì nó cũng dễ dùng hơn vang cơ nhá. Và ở đây thì chúng ta đang test những dòng loa Prodeo hàng bãi của Nhật. Dòng này sử dụng bass 25 2 chép thôi nhé. Loa này thì giá của nó hơn 2 triệu thôi. Loa này em test cho một anh khách hàng, anh Thủy có địa chỉ Đàm Viên, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội. Những cái linh kiện này thì em bán lẻ, những linh kiện con vang là 3 triệu 2, mic là 2 triệu và loa là ngoài 2 triệu một chút thôi nhé. Đấy, thì chúng ta sở hữu những cái bộ karaoke, nếu bác nó mua như này về ghép lẻ thì nó giá nó rất hợp lý thôi nhé. Nhiều khi là chúng ta nhờ các bác đã chơi âm thanh rồi thì các bác tìm hiểu những sản phẩm, cảm thấy sản phẩm nào nó hay, giá thành tốt thì các bác mua, thì về chúng ta sử dụng phối ghép thì nó sẽ rất là rẻ và mua được những sản phẩm tốt chất lượng đấy nhá. Đấy, dòng này nghe nhạc rất là hay và hát karaoke, đặc biệt là hát karaoke tiếng rất là nhẹ nhá. Một đôi loa đem alo thử bác nghe thử này, tiếng mic của nó này. Và tiếng mic của cái dòng loa này thì các bác xuống những cái giải bát ấy, tiếng mic xuống nó rất là mềm và ấm và đầy đặn tiếng mic thôi nhá, tiếng nó rất là đầy, hát nhẹ. Thì những cái sản phẩm này thì có nào đặt hàng liên hệ em nhé, em xin chào bác ạ.